kính thưa thái cha, kính cha cũng như tất cả các anh chị em, trước hết con xin được nói là nếu trong cái buổi nói chuyện của con mà nó có hơi ru, hơi bị mất tiếng tại vì bị khớp, con thường xuất hiện trước đám đông rất nhiều, nhưng mà tại sao khi bữa nay bị khớp, và khớp lúc nào? Khớp cái buổi chiều hôm nay khi đọc kinh chiều, con thấy cái bầu khí nó đặc biệt quá sức đi. Bao nhiêu năm nay mình chưa có được trở về từ cái cung dòng đến cái con người, có cảm thấy mình bị nhỏ lại, hay nói đúng hơn đấy, trước ngày gặp đại chủ nhiệm được năm, hôm nay năm thứ hai thôi. Cái năm thứ hai nó nhỏ bé quá, rồi xung quanh là các giáo sư nữa, khớp ơi là khớp. Nhưng mà nghĩ là tại sao mình đứng đây, mình không đứng bên trên kia mà mình đứng đây, thì khả năng này già quá rồi gì nữa. Dạ thưa, con bị khớp từ lúc đó và con cảm thấy mình trở về một bộ khí nó lạ lắm, nó khác hẳn giống như là con mới ở người hành tinh xuống, không phải là từ vi hòa ra nữa. Con rất cảm động và cảm ơn thầy giám đốc đã cho các con có dịp được hiện diện như thế này. Trước hết thì con xin được nói một đôi chút cái liên quan của con với Xuân Bích, mà con nó đặc biệt lắm, nó đặc biệt đủ thứ hết trơn đấy, tất cả trong cái đời tu của mình. Con vào Đại viện Hòa Bình ở Đà Nẵng vào tháng 9 năm 1972, cô Triết Một, thì lúc đó Đức Cha Long ở đây là Triết Ba, thời gian đâu có nhiều đâu. Cho đến tháng 3 năm, tháng 4 năm 75 thì vĩnh viễn rời trường. Đại chủ viện Hòa Bình chỉ sống có 3 năm thôi, mà Đức Cha Long có lần nói với con tôi bị bức bẩn mất rồi. Có 3 năm thôi, và thực sự là con ở có khoảng 7-8 tháng. Nhưng mà đó là cái khởi đầu của một cái sự trưởng thành trong đời tu, cũng như bắt đầu nhiều biến cố khác nhau trong cuộc đời của mình. Thì cho đến giờ phút này, con vẫn hãnh diện mình là một cựu sinh viên Xuân Bích, tuy chỉ có 10 tháng thôi. Một ngày thì cũng là Xuân Bích. Và con thấy có 3 điều mà Xuân Bích đã để lại cho con. Cho đến giờ phút này, con lắng sống và còn cố gắng diễn tả qua cái cuộc đời của mình. Cái thứ nhất là cái tinh thần của Xuân Bích, nó mang lại cái tình huynh đệ lớn lắm. Cái tình huynh đệ, cái năm con học ở Đại học Việt có mấy tháng thôi, nhưng mà con đã cảm nhận được cái tình huynh đệ lớn các cha giáo sư. Và ngày hôm nay con trở về, con thấy thầy giám đốc ngày hôm nay thế như ngày xưa mà con cảm nhận rất huynh đệ. Chỉ nhìn ngoài cái tình cha con anh em, nó còn mang cái tình bạn rất là thân thương, mà các cái bộ Xuân Bích của chúng ta có những cái điều đó. Thật lòng mà nói, con thấy các cha bây giờ không được thế. Ở Huế con có biết rõ lắm, nhưng mà rất là sao biển là ta. Những cái ngày họp mặt đâu có đông đủ đâu. Và đấy là cái mà con cảm thấy Xuân Bích đem lại cho mình. Cái điều thứ hai là Xuân Bích thì dễ gặp gỡ lắm, dễ lắng nghe lắm. Nó không xa cách. Và vì vậy khi con gặp lại các nhân Xuân Bích thì con vẫn cảm thấy một bầu khí hết sức là huynh đệ và rất là gần gũi. Và con thấy ngày hôm nay
giáo hội của mình ấy, đang lấy cái này là hình mẫu ấy, để hiệp hành ấy. Nó không phải chỉ có mấy năm nay đâu, mà còn kéo dài cả thiên niên kỷ này, nên cái hiệp hành khó lắm. Còn cái điểm thứ ba nữa là con thấy cái tinh thần xung kích nó làm cho con cảm thấy sống khiêm tốn, sống khiêm tốn. Hay là con nhớ là trước 75 năm ở đại chủ viên thì cái lớp một cái lớp học ở các địa phận thì chỉ có hai anh thôi. Thứ nhất cũng gì là đây là học giáo hòa học viện, còn lại bao nhiêu không thì đi xuất biết mấy anh học giáo hòa học viện này thấy có vẻ hơi cảm thấy lắm đặc biệt mà ưu tiên giỏi, còn theo xuất biết nhà mình thì thực quê mù học học là đàn. Nhưng mà có cảm thấy chính đời đó mà nó làm cho mình cảm thấy bị khiêm tốn, chịu khó học hỏi, không dám tự hào là mình giỏi hay mình hơn người. Còn nhớ em chẳng bạn con đấy, lớp con đấy, lên học Đà Lạt, rồi khi viết thơ về cho tụi con đấy, nói về học và giỏi học viện như thế nào mà mình ký, xong rồi phía sau rồi thấy chữ Đà Lạt nữa, nhưng một thương hiệu mà. Nhưng mà sự biết mình ấy, thì chắc chắn ở bình thường thôi, nhưng mà chính nhờ cái đó mà mình sẽ hòa đồng, mình sẽ hòa đồng với mọi người để dễ gặp gỡ, dễ lắng nghe. Con cảm thấy ba cái điều đó và mình có thể chia sẻ vì là còn được đào tạo không có nhiều, nhưng mà nó ám vào người và nó đưa qua cái đời sống của mình ấy, thì mình đã tiếp tục sống như vậy. Và gần đây thì Đức Cha Lộc có cái sáng kiến là hội tụ lại cái hữu dụng sinh tại chủ viện Hòa Bình, thì lại làm cho con cảm thấy rất là vui khi mình được trở lại một cái khung trời, một cái thời gian mà mình được đào tạo. Nó làm cho mình và nó ảnh hưởng đến ngày hôm nay. Đó là cái liên tưởng của con với cái sinh viên. Thời gian thì ít, nhưng mà một kéo dài đến ngày hôm nay, thì mà cái tấm lòng của cái con người đó, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều. Rồi một cái điểm khác nữa là con hơi đặc biệt. Đặc biệt con là cái lớp chuyển tiếp giữa cũ và mới. Và con thi nốt này ở năm 74-75, tú tài cuối cùng, tú tài IBM. Con đến đại chủ viện ở Hòa Bình từ 1 năm, sau nó 75. Thế là cái thế hệ đại chủ viện cũng không còn nữa, và mãi cho tới sau này mới có đại chủ viện. Thì con là một cái thế hệ đã ở thế kỷ cho tạm gọi là thế cũ đó. Và con không có phải là người ngoài này. Ba má con là người Hà Tây, bây giờ là Hà Nội, rồi năm 54 đó về Hồ Nam, di cư Hồ Nam. Con sinh ra vào năm 1975, xin lỗi, 55. À, 55. À, thì sau khi vào Hồ Nam 1 năm thì con sinh ra ở Củ Chi. Củ Chi bây giờ là cái huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh. Con lớn lên ở Sài Gòn cho đến năm 1967 thì còn học lớp lớp nhất lúc đó, lớp nhất lúc đó và bây giờ là lớp 5. Rồi con lại đi tu ra ngoài Quy Nhơn. Thì cái lúc đó, bây giờ lúc này là đi đâu anh cũng hỏi tại sao cha ở Sài Gòn mà cha lại tu ở Quy Nhơn. Bởi vì lúc đó nếu mà ở Sài Gòn thì một là tu ở Sài Gòn, hai thì miền Tây. Thế còn cái con đường quốc lộ 1 từ Sài Gòn ra đến Quy Nhơn là con đang đi đâu có được đâu. Đó. Nhưng mà con thấy chỗ chọn con nó quá đặc biệt thì quá đặc biệt ở chỗ là cũng nhờ có một giáo sư ở Quy Nhơn, cha giáo sư Quy Nhơn tình cờ đi về nghỉ hè và ở việc ở Sài Gòn chuẩn bị đi du học. Không biết cha có biết cha
ăn với ông Trường Cửu. Dạ. Thì ngài đến về Sài Gòn, ngài đến thăm những người cháu ở bên cạnh nhà. Mà lúc đó thì con vừa mới học lớp xong cái lớp lớp nhất ấy, gọi là mạng tiểu học ấy, rồi chúc lễ, rồi thích đi tu, nhưng mà không biết đi như thế nào, không có ai hướng dẫn, không có ai chỉ cho, thích vậy thôi, thích còn cha vậy thôi, đi tu thôi. Đấy, thì khi mà ngài về thăm cái nhà bên cạnh, thì cái bác bên cạnh, bác kia nói là ở bên cạnh nhà này có một cái đứa bé nó thích đi tu lắm, tại cứ nói bác đó. Thì ngài bảo, gọi nó qua đây. Thế là ngài mới gọi qua, ngài gọi qua, ngài hỏi han thì con được, con thích, rồi gọi bố mẹ qua. Thì ngài mới nói là, được rồi, để tôi giúp cho, bây giờ cho nó học tiếng Pháp đi. 12 tuổi, mấy lớp 5 rồi, học tiếng Pháp đi. Thì ba con mới đưa con đi Biên Hòa, con ông bác, nên mà phải là thương điên đâu. Ông bác ông Đậu Ri Me thì thi tiểu học ha, thế ông dạy con tiếng Pháp, thế là ông ôm sách con vào học kiểu mô tả mô mà, như là tác là cái nhà lái xe, là cái đế là nghe sông, là cái nhà lơ pe ông cha la mẹ bà mẹ vậy không, cái mô tả mô học cái một tháng sau thầy bảo kêu nó về đi, thế là chạy từ Biên Hòa về nhà. Anh mới chỉ cho mặc mang cái gì một sách tay, rồi chuẩn bị lên đường. Má con không còn nhớ, má con ba bảo là bây giờ nó đi tu rồi đấy, cho nên là nó phải tự lập, nên phải mua cho nó hai cái chậu, một cái chậu nhôm để sạch đồ, một cái chậu sứ để rửa mặt. Má con đi mua hết một con để máy bay mà bê thêm hai cái chậu. Bà còn lên máy bảo sao bà cũng muốn thêm cái sọ nó đeo cổ nó đi. Thế là đi một phát ra mà cha bố thì không đi, cha bố ở Sài Gòn thì đi du học, đưa cho ông Mai Linh Tông, ông đưa ra ngoài đó. Khi ông đưa ra ngoài đó thì vô đến chủ viện của cái á, thì kêu anh bảo ấy, đây này, có để của chú này, chú vô chú tìm giường đi. Ông ấy bỏ đi chơi mất mấy năm bạn bờ thất thểu mấy trăm cái số, đi mua đi tìm giường, đi tìm thì khác cái dãy giường, tìm hai ba vòng mà không có cái tên mình, thì tình cờ còn thấy một cái giường nó trông giống lắm, tên là Lê Ngọc Diệp. Ồ, Diệp Diệp chẳng thứ mà mình ở xa lắm, có cái tên luôn. Con sắt bị lên con ngồi, con giữ chỗ một thân một mình mà đâu có ai bảo vệ đâu. Con đang ngồi như vậy thì một ông chú chạy tới và nói, tại sao chú ngồi giường tôi? Ủa chứ chú tên gì? Tôi tên là Lê Ngọc Diệp. Và ông có rồi, tên tôi nhá. Mất chỗ thì thôi nhá, không có ai bên cạnh bảo vệ hết đơn. Thế là ông chú ông ấy nói mà, thôi được rồi, tôi biết chú là thầy Tâm Thích, sửa mấy tay ra, thầy Tâm Thích. Thầy Tâm Thích thì ông Tâm Thích ông mới lấy quân sổ ra, tên của các chú mà đâu ở ba tỉnh ấy, thi đậu của chủ viện ấy, ở Phú Yên, ở Bình Định, ở Quảng Ngãi ấy, thì hàng năm thi vô đó, thì danh sách đấy. Thế là ông thầy ông cầm ra, không có tên chú. Không, bảo không có tên con thì sao? Thôi, theo tôi lên giám đốc. Thầy dẫn hai đứa lên giám đốc. Giám đốc là Huỳnh Tông Cát. Đức cha mình đồng khác ngày mới du học về và ngày làm giám đốc chủ viện đầu tiên. Trên ngài thì ngài mới hỏi tên con, chú tên gì? Dạ con tên là Nguyễn Huy Điệp ạ. Quên, tôi nhận rồi mà tôi quên. Thôi, thầy về để lấy cái giường bỏ xuống cho chú nằm nào. Con đi tu như vậy không? Không có thi. Từ Sài Gòn ra Quy Nhơn và vô chủ viện như vậy đó. Do đó mà sau này khi mà con bị chờ lâu quá thì mấy anh bạn cũng nói với con đấy, mày mà làm linh mục gì được, tung chui mà sao mà được. Tức là vô có gì đó. Sau này mới biết là các cha giáo sư đó thì ngài có cái đặc biệt, không biết bây giờ có không ta, là được nhận một đứa con vô hỏi đi.
viên chứ không phải là đặng viên thông biết. Thế là con mua theo cái kiểu đấy. Nên vì thế mà cũng bị mang tiếng là con ông chó cha. Người tu của con nó như vậy, con nói như vậy để cho thấy cái ơn gọi của Chúa nó mầu nhiệm lắm, mầu nhiệm lắm. Và con này có nhiều cách để cho gọi. Và hôm nay con được phép giám đốc cho con được nói với các thầy nhiều hơn cả ngày mai ngày mốt nữa đó. À, ngày mai nữa thì con có gì để nói về cái đặc biệt của đời tu mình, tất cả hành trình ơn gọi mà con nghĩ rằng ở thời nào cũng có để ơn gọi của mình và cái cách thức để theo đuổi ơn gọi. Vâng, thì đó là một vài cái mà con xin được chia sẻ để có dịp là anh em trong phân tích chúng ta có nhiều cái bộ mặt, có nhiều cái cảnh đời. Và vì thế con bỗng nhiên đã trở thành người của nguyên quán là Hà Nội, sinh quán là Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn, và trú quán là Phú Yên, và là Bắc Trung Nam, dân ca ba miền. Đó là một cái đặc biệt và tôi cảm thấy như vậy. Cũng giống như bây giờ con đang là cha xứ Tuy Hòa, thánh xứ Tuy Hòa, mà trước đó thì con làm thầy, rồi làm cha phó, linh mục đầu đời là ở Tuy Hòa sau 4 năm, còn mới đi lang thang sau 20 năm con trở về lại Tuy Hòa để làm cha sở. Và đầu đời linh mục của con là ở Tuy Hòa và chắc cũng là cuối đời. Hay là cái đúng hơn đấy là giáo sư cuối cùng sẽ là Tuy Hòa, tại vì hôm nay có 67 rồi, con mà làm giỏi lắm chục năm nữa thì về hưu được. Đâu có đi xứ nào đâu. Dạ, vâng, thì con xin cái chia sẻ một đôi chút như vậy, cái đó để thấy chứng đích của chúng ta có nhiều con người và có nhiều cảnh ngộ khác nhau, và nhưng mà tất cả đều là chung một cái ơn gọi hôm nay. Và hôm nay thì con chủ chức linh mục vào năm 1998, và năm nay là con được 24 năm rồi. Sang năm là con được gần thánh. Nhưng mà năm nay thì con có cái đặc biệt là 24 năm linh mục, mà trước đó là 24 năm làm thầy. Từ năm 74 đến năm 98, 24 năm. Và 24 năm linh mục, đó là những con số mà con thấy là rất là đặc biệt, mà Chúa ban cho con. Tuy rằng để trả giá nó thì cũng hơi bị nhiều. Và hôm nay thì trước khi mà kinh chiều đó, thì con cảm thấy rất hăng hái. Ồ, hôm nay có dịp nào mình nói mạnh mẽ, thao thao bất tuyệt về những gì mình có. Thì bỗng nhiên sau giờ kinh chiều con bị khớp mất rồi. Và những cái mà con nói hôm nay ấy, con hơi bị lắc mắt rồi. Thì để chia sẻ với lúc này chúng ta đối với các thầy, chứ còn đối với con các bậc sư phụ là không dám muốn qua mắt thợ đâu. Con chỉ nói gì con cảm nhận được về cái đời linh mục của lần thầy, làm thầy xong rồi là 4 năm cha phó với lại 16 năm cha sở cộng lại, thì con có một chút cái kinh nghiệm để sống với nhau. Thì con xin chia sẻ một chút xíu về kinh nghiệm của linh mục với nhau, và đặc biệt là giữa cha sở với cha phó. Ngày hôm nay cái vấn đề giữa cha sở với cha phó vẫn là vấn đề lớn, không biết là ở giáo phận khác ra sao, nhưng mà liên quan đến vẫn là vấn đề lớn. Về vấn đề cha sở cha phó thì nó có nhiều cách. Tuy nhiên đối với riêng con thì từ khi con làm cha sở giờ đó, con cũng bảy cha phó, nhưng mà câu nào cũng được hết. Tại vì sao? Khoảng cách tuổi con lớn tuổi rồi, còn các cha trẻ mới ra trường nhỏ, thì coi mình như người cha vậy đó, thì cũng dễ nghe lời lắm, dễ gọi là điều hành không. Nhưng mà bây giờ các cha hơn nó có mấy tuổi đấy, nó khó, đôi khi cách nhau có mấy tuổi, và tự dưng thì cái khoảng cách ở đó nó làm cho mình trở nên khó ứng xử. Nhưng mà con thấy cái vấn đề
ứng xử với nhau hay là sống với nhau, nó không cứ quan trọng là cái tuổi tác, nhưng mà cái cách ứng xử, cái cách ứng xử với nhau như thế nào. Thì đầu tiên thì con làm cha phó, thì con học được cách làm cha phó. Và cái vị mà dạy con làm cha phó đó là không biết là để các cha biết không, ông cha Du Xe Trần Văn Lưu, cha Lưu ở Sài Gòn đó, và bây giờ đang là cha sở Bình Thuận. Và ngài làm cha phó cho một cái ông cha rất khó là cái ông cha Inacio Ma Xuân Hậu, khó lắm, khó kinh khủng, khó đến cái độ mà khi mà con bị giải tán khỏi chủng viện ở làng sông đó, khi đó thì nhận thì lần nhận cái văn thư nhà nước nói là trong khi chờ đợi chủng viện về thì các chủng viện địa phương giải tán, các chủng sinh trở về gia đình chờ ngày chiêu sinh. Và vì thế con cũng may là năm đó mới học xong cả thân luôn rồi đó, thì bị bức từ một lần nữa rời khỏi cái đài chủ viện làng sông để về lại Sài Gòn, mà hộ khẩu mình đang nằm đấy mà, ở nhà Sài Gòn, ở bên Sài Gòn, thì vô gặp cha Hậu đấy. Mà lúc đó thì trước khi về đức cha cũng an ủi ngài, cho phép là bây giờ thầy nào mà muốn lãnh hai các cụ phải không, thì chúng ta có người không có 12 người thì 6 thầy xin chín cha nhận hai các cụ, mà cho nó có con nhận xong để về nha, để bất nản nha, mà về nó quyết thì nó quay lại. Thì có hai cái đó thì nó an ủi mình, thì con được nhận hai cái tác vụ đọc sách và giúp đỡ vào năm 1983. Thì con cầm cái đó, hai cái đó, rồi con lấy cái chứng nhận của đại chủ viện cha Andre của Đức Thầy Cát là đã học xong rồi, để cho ta sở biết để mà giúp anh. Con cầm cái đó về và đưa cho Hậu, để Hậu qua sau này phải còn thôi thầy ơi, về cho rồi đi. Thầy thì chính thầy, thầy cũng thấy không hy vọng, mà ngày nó thẳng thôi về cho rồi. Cũng may là con nghe lời, đó là con mà nghe lời được mấy thì con ra sao. thì cha Lưu á là giúp cháu, thì người ta truyền cho con một số cái kinh nghiệm, và con giữ cái điều đó trong khi làm cha phó mà thành công. Cho nên cái mà con nói đây là con đã nghe và con giữ và thành công. Thì giữa cha sở và cha phó đó thì như nó tùy cái tuổi mà nó là cái tình cha con hay là tình anh em, nó tùy. Nhưng mà nhất là nó có một cái sự chung với nhau là cái đời tu, ai phải từng bỏ hết, ai đang thiếu cái tình huynh đệ, đang thiếu cái sự nâng đỡ, khi mà mình đã vẫn phải từng bỏ rất nhiều thứ để mà đi theo cái con đường dẫn thân của mình, thì cha phó lúc nào cũng phải tôn trọng và làm theo ý cha sở, đừng bao giờ cãi. Nguyên tắc là vậy, bởi vì cha phó đâu có trách nhiệm, đâu phải chịu trách nhiệm đâu, cha sở chịu trách nhiệm, mình là người cộng tác với cha sở, cho nên mình hoàn toàn để cho cha sở điều hành những công việc của giáo xứ, những công việc mà thông thường, thì cái người cha phó đó luôn luôn phải tôn trọng, cho dù cha phó giỏi hơn, cha phó đẹp hơn, cha phó dễ lấy lòng người hơn, mà kệ, vẫn phải tôn trọng cha sở của mình. Rồi nếu có một cái xung đột nào đó ở trong giáo xứ, hay là chia phe chia phái, người theo cha sở, người theo cha phó, thì cha phó luôn luôn phải chọn cha sở, chứ đừng chọn giáo dân. Đừng bao giờ. Nếu mà mình cảm thấy muốn định hình chính mình, và mình thấy có một số giáo dân
họ ủng hộ, họ theo, thì mình sẽ bị cám dỗ là mình đứng ở một phía. Và lúc đó thì chúng ta sợ ta có cả hai phe nhỏ thì rất là nguy hiểm. Đã có những trường hợp xung đột, đã có những trường hợp ẩu đả, đã có những trường hợp sốc nặng. Vì vậy mà là một cha phó hay là nhỏ nữa, tôi con có thể nói á, cái cha phó với thầy sứ luôn đi, thầy sứ thì nó lép lên hơn chút xíu, nhưng mà đi vậy thôi, phải luôn luôn chọn cha sứ chứ không chọn bất kỳ ai khác, đó là cái nguyên tắc. Rồi quan tâm đến những cái gì mà cha sợ thích hoặc không thích, thế như vậy. Cha Lương có kể con nghe câu chuyện này là cha sợ thích chó lắm mà chó phải giữ luôn, cha giữ chó có giữ luôn. Thì lúc nào ngài cũng phải để con chó, phải chăm lo cho nó, phải vuốt ve nó, cái này cái nọ. Và đây con xin kể một câu chuyện trong nhà, trong nhà con là người chứng kiến này. Chị Hiền, mỗi người có một lập trường thì kêu một cha phó trước, không thích chó. Cho nên mỗi lần mà ăn cơm hai cha ngồi lên này, thì cái con chó nó cứ xà vô trong lòng của cha sợ lắm, rồi là lại quăng, vừa ăn mình vừa ăn vừa cho nó ăn. Cùng cha phó cũng tức được. Thì có lần con chó nó chạy đến bên cha phó đó, nó kêu cha phó, tao mày cho mày một miếng à, tưởng sợ không sợ, tự dưng gây cái ăn tiền, gây cái xích mích giữa hai bên. Rồi ông cha sở ông đi có đứa con gái mình rất đi tu đấy, xong rồi sau cái cô xuất mất, cái cô mới lấy chồng và lấy ngay cái anh chàng cái tức nhà thờ cũng từng đó, lấy anh chàng đó và xin được một đứa con. Thì kêu ông ngoại kêu ông ngoại mà nó cứ vô nhà xứ nó quậy ra, đâu quậy nó vô đâu, mà cô mình nó nhắm vô mà như là ông ngoại thì đâu có lá, rồi mới nó cắt mày vô rồi chó nó chết hết nha. Thế nó vô rồi nó chơi thoải mái rồi. Mà thấy cái cha phó nó còn lấy súng bắn nữa, súng nước ấy, cái khó luôn. Nhưng mà cha phó bảo mình phải cắn phát mình chịu đấy. Tại vì là cháu cha mà cha thương nó thì mình cũng phải thương nó, mình nể nó. Ồ cha làm cha phó hơi khổ đấy, nhưng mà dĩ nhiên là ông cha sợ mà khó tính thì cũng khổ, còn ông cha mà dễ tính thì nó đỡ đi. Và cái kết quả như thế này, khi ông cha phó có trước, cha phó trước thì cái phòng của cha sợ bên này, phòng của cha phó bên này, thì cha phó đó cái giường chỉ là một cái giường gỗ rồi một cái tấm phên đó, đặt lên trên thôi. Rồi ngài cứ ở như vậy cho đến khi đi. Còn cha phó này bởi vì cái cách sống ấy cha sợ thương đó, cho nên là cái lavabo mày thay mới ở cùng cái sạch cũ về thay cái lavabo mới ấy. Rồi cái hôm mà đi làm cha sợ chỗ khác ấy, thì ngài tiễn đến tận nơi đấy. Trong thực tế đã có những cái vấn đề như thế, và đúng là khi làm cha phó đó, thì chúng ta phải cố gắng rất là nhiều. Ngày hôm nay đó là các vị linh mục mà con chứng kiến vẫn còn là thế hệ cũ học chủ viện 7 năm chủ viện, còn bây giờ thì thế hệ mới là khác nhiều. Nhưng mà theo con nghĩ nhá, thì cái nguyên tắc này luôn luôn phải giữ. Con xin thưa thật với quý cha là khi con làm cha sở ở Đồng Tre đó, thì một linh mục sau biển đến làm phó cho con. Nhưng mà con cảm thấy có cái gì đấy như là
chí có khi tôi nghĩ là chắc có lẽ có ngày nào đó con sẽ đề nghị hay là thưa chuyện với lạc chủ nhiệm để xin giúp cho các thầy về nhân mạng nhiều hơn nữa. Bởi vì chúng ta biết đấy, cái nhân bản không phải là chỉ là cái chung chung, nhưng mà nó đi vào trong từng cái ứng xử, cái ứng xử đó, ứng xử với người trên, ứng xử với người ngang hàng, ứng xử với người dưới, hoặc là cách thức ăn nói, cách thức làm việc đó, nó phải để ý từng chút một được, thì nó sẽ đỡ đi được những va chạm, và nhất là đối với những người khó tính. Thì khi con có hỏi mấy cha ở sau biển á, là hoa của nhân bạn không có chứ, nhân bạn tạm biệt thế, nhưng mà cái quan trọng đọc cái ratio của đại viện đấy có chứ, nhân bạn là vấn đề quan trọng đó. Nhưng mà học nhân bạn nhưng mà có thực hành hay không chúng ta? Cho nên nhiều khi con thấy một cái trường hợp mà các linh mục trẻ đó ra trường nó bay đâu mất, trong trường thì có học nhưng mà học mà không biết nó là điều quan trọng để mà sống ngay từ cái thời kỳ đại viện, từ cách ứng xử cái này nọ. Còn có những trường hợp mà học để mà học, còn có khi tệ hơn nữa là có những trường hợp mà nín thở qua xong rồi, ráng học cho xong để mà làm linh mục, thì khi làm linh mục vất vả lắm, bởi vì nó không có một cái nền tảng được luyện tập ngay từ bây giờ. Nên tất cả những gì sau này mình trở thành thì mình phải bắt đầu từ bây giờ, phải tập theo ngay từ bây giờ, mà cái này nó mang tính bản thân, chứ không có thể đổ cho giáo sư hay là đổ cho chương trình, nhưng mà cái bản thân của mỗi người chúng ta phải thấy sau này khi làm linh mục mình phải đối phó với nhiều vấn đề lắm, rất là nhiều vấn đề. Ngày xưa con nhớ là tại vì ngày xưa con còn có cái 7 năm chủ nhiệm đó, thì hay từ nhỏ à. Nhưng mà bây giờ thì các thầy thì không có được cái đấy nữa. Nhưng mà cái ứng xử của mình nó sẽ phải khác một chút xíu, nhưng mà không sao, đó là những cái mà những một cái hoàn cảnh nó có thể nói nó khác nhau một chút. Vâng, con càng nói thì nó càng hết khớp, cho nên con quên mất là hết giờ. Vâng ạ, con xin chia sẻ và đôi một chút cái cảm nhận của con. Và hôm nay con nói những cái mà không theo bài bản, và con cảm thấy những bài bản hay là những giáo án hay những chương trình là lớn khác, và lúc này chỉ thực tế thôi, nghĩ sao nói vậy. Và trong tình huynh đệ thì mình thân thương với nhau, và dĩ nhiên hôm nay thì có các giáo sư, các bậc thầy, bất là anh của con ấy, thì con có nói cái gì mà nó không có được đúng ha, thì xin chỉ cho con. Bởi vì con nghĩ nhé, tại khi mình tập trong cái câu này, có một cái bộ môn mà con người không bao giờ có thể tốt nghiệp khi còn sống, đó là nhân bản. Thế con cảm thấy ấy, như vậy thì con chính con đại học nhiều lắm, và chính qua kinh nghiệm sống ấy, và con đã học nhiều cái từ nơi anh em, từ nơi mọi người.